này thiện hiện không kể lượng phước của tất cả hữu tình trong thế giới trung thiên hướng đến bậc thanh văn hoặc độc giác đạt được giả sử tất cả hữu tình đầy ắp thế giới tam thiên đại thiên đều hướng đến bậc thanh văn hoặc độc giác theo ý ông thì sao phước của các hữu tình ấy nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước mà họ đạt được vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện lượng phước mà họ đạt được so với lượng phước của một đại Bồ Tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột vì độ thoát tất cả hữu tình đạt được thì chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần ức, chẳng bằng một phần trăm ức, chẳng bằng một phần ngàn ức, cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần trăm ngàn ức triệu. Này thiện hiện không kể lượng phước của tất cả hữu tình trong thế giới tam thiên đại thiên đều hướng đến bậc thanh văn hoặc độc giác đạt được. Giả sử tất cả hữu tình, đầy ắp thế giới tam thiên đại thiên đều an trụ ở bậc tịnh quán. Theo ý ông thì sao lượng phước của các hữu tình ấy nhiều chăng? Thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước mà họ đạt được vô lượng vô biên. Phật dạy này thiện hiện lượng phước mà họ đạt được so với lượng phước của một đại bồ tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột vì độ thoát tất cả hữu tình đạt được thì chẳng bằng một phần trăm chẳng bằng một phần ngàn chẳng bằng một phần trăm ngàn chẳng bằng một phần ức chẳng bằng một phần trăm ức chẳng bằng một phần ngàn ức cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần của trăm ngàn ức triệu này thiện hiện không kể lượng phước của tất cả hữu tình đang trụ bậc tịnh quán trong thế giới đại thiên giả sử tất cả hữu tình đầy ắp thế giới tam thiên đại thiên đều trụ ở bậc trùng tánh theo ý ông thì sao lượng phước của các hữu tình ấy nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước mà họ đạt được vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện lượng phước mà họ đạt được so với lượng phước của một đại bồ tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột vì độ thoát tất cả hữu tình đạt được thì chẳng bằng một phần trăm chẳng bằng một phần ngàn chẳng bằng một phần trăm ngàn chẳng bằng một phần ức chẳng bằng một phần trăm ức chẳng bằng một phần ngàn ức cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần của trăm ngàn ức triệu